លំអនកាយគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញ្ញូមានរឿងទីថៃតារាសម្ដែងកឹមលីសាប្រកាសលែងលះជាមួយនឹងស្វាមីដោយសារតែហេតុផលមួយនេះចាថាតើរឿងអ្វីនោះឲ្យលោកយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ជឿជាក់ថាប្រិមត្តជាច្រើនបានស្គាល់ជ្រាបច្បាស់ហើយតារាសម្ដែងអ្នកនាងកឹមលីសាហាក់កំពុងទទួលបានភាពជោគជ័យខ្លាំងជាមួយទូនាទីជា CEO នៅក្រុមហ៊ុនលក់ផលិតផលថែរក្សាសម្ផស្សមួយអ្នកម្ដាយវ័យក្មេងកូនពីររូបនេះក្រោយពេលដែលមិនអាចធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញជាមួយស្វាមីក្នុងកំឡុងពេល COVID-19 ស្រាប់តែងាកមកបន្ថែមនៅមុខរបរថ្មីមួយទៀតគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនអាចចាត់ទុកបានថាកឹមលីសាគឺជាតារាមួយរូបដែលមានទ្រព្យច្រើនយ៉ាងណាមិញបើក្រឡេកទៅមើលជីវិតគូរបស់តារារូបនេះវិញឃើញថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះហាក់បីដូចជាស្ងប់ស្ងាត់មិនសូវជាបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមដោយកាលពីមុនធ្វើឲ្យហ្វេនជាច្រើននាំគ្នាឆ្ងល់តែម្ដង ដោយឡែកមុននេះបន្តិចស្រាប់តែតារាស្រីរូបនេះបានធ្វើការបង្ហោះសារធ្វើឲ្យហ្វេនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងតាក់ទងនឹងជីវិតគ្រួសារគឺប្រកាសលែងលះមិនចុះសម្រុងគ្នាដោយនៅក្នុងនោះអ្នកនាងក៏បានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងរឿងរ៉ាវថាគេអង្គញាគេជំទាវគេនៅតែប្រកាសលែងគ្នាបានចុះយើងហេតុអីត្រូវខ្មាស់បើនៅគ្មានសុភមង្គលអញ្ចឹង មណែចង់ត្រូវមណែចង់បានយុតិធធមណែចង់ឈ្នះអញ្ចឹងនៅជាមួយគ្នាដោយអោភ្លើងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូមប្រកាសលែងប្តីដែរហើយមេម៉ាយមានអីត្រូវខ្មាស់គេមេម៉ាយចេះរកស៊ីអត់ប្តីក៏អត់ដាច់ពោះងាប់ដែរមិនមែនសេរីសុំលុយប្តីផងសាទី2របស់កឹមលីសាតាមរយៈសារមួយនេះដែរក៏មានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនសឹងតែមិនជឿមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏មានការសួរនាំនាងក៏បានឆ្លើយប្រាប់មិនបង្អង់ដែរថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាធ្វើ
tài tu chê dân nạc đấy có nơi tài rôn trăm mơ ca bất này cả bọ sái rồi bọ nếng bằng thèm tiền. Chạp nhạp ơn mê tên. Bên này đã ra xâm đàn công lý xa bàn bảo cát lên là xa mấy đại hời. Đã thamay ní, mình cả bảo cát lên là xa mấy. Nên lơ bận đàn xung cung, bởi mật bảo cát chế bàn đăng hới thay chế nẹ nà. Rương nơi khăn ông cồng cổ xa rồi bỏ bụi cốt dường mình ảnh đăng chế bàn nụ lời. Đời xa tài mình tục lũng bà hời bàn chia xâm ra chất lên là bảy nỉ. Cha hời tệ tông bồ mê ní đáy có xôm ở chọp tại trâm nỉ. Ai lớn dân nghệ một tàm đán bố rô miên thamay mùi tiết đài tệ tồn tớ nâng. Mùi hát đài thay cài bánh nạ sầy trì đà ná. Chú ý đó là cà kết nâng mịt phẹt tàng bình nẹ nỉ. Cứ đôi xa tài. Chà tha tá đôi xa tài quay bàn chìa nạ sầy trì đà ná. Chú ý đó là bụi quạt nút ai lớn dân tàm đán bố rô miên lùm ớt tàng ọc nỉa. Nạ sầy trì đà ná nâng xa mấy bàn chụp cho mùi bộn sầy đài miên chì vật to xú lùm bá mình khai người hắn. Sưu tróm đỡ bài bàn lái đỡ bỏ lấn trò cùn lụa đầm bày trên trầm chí vân. Hơi chí vân mùi ní trở bàn lục sấy trì đà ná mơ khơi nhờ cầu mên bấm nóng, chọn chúi đòi bộ ốn thèm tiệt phong. Chắc đánh cả bì mật sàn mình ní nạ sấy trì đà ná bàn chụp cho mùi nông bộ ốn hơi. Đó, mên bóng bộ ốn chí trần sqoal quát tam rì giá, chmú thá cả rà kênh. Đôi xa tài lộ bày kháng nước nông mạnh đành xung cung tích tục mên nạ dục tật phơ video 8 Khănông nụ phong đáy, nẹ xe rây trị đà ná có bàn bạp ẩm bì mùl hát nây ca chúi đòi bà ôn tiền bày phong đáy. Nẹ xe rây có bàn bạp ở đằng đài thà. Away đài bòn bình chất cư ca to xú, phép xe lụt trọng đài bà ôn mền. Ca ra kết tu bà ôn khám mến, thôn thiến, khám mến xôn bày tu rù sạp rờ. Tài bà ôn, thơ vơ ôi kê sợi sạp bái, thơ vơ ôi kê dồn thà. Chi vết bèl khá xe rọc bòm bổng nà. Mình mến đôi xá, mền cỏ tê. Cứ đôi xa cả tụ tụ dụng nữ ở vầy đàl khuôn ánh mến. Quát bạch bỏ lật, bạch trọc quân lúa,
đâm bấy chí vật mình khai kì mơ nghe. Hiến tôi tui vô cả phần. Xâm nàng hơi đàn miền mật phẹt quát thọt bằng họ. Tớm ai đấng bì chí vật to xú rồi bọc quát bảy mình nỉ. Ây lớn nên khi nhóm nâng xa mấy bàn xâm ra chất và đón chìa một rộp bò muối đòi bụi quát bằng riêng quát ao chết ngờ bì phép lùm bác. Chết cài bài chí vật. Ní chìa rộp bò muối đã trơ nâng trong nô chật bụi quát. Đám tốn xả rống 1.500 đô la, nâng xả hối, mà nẹ 200 đô la. Tụ sáp mà nẹ mùi cường, trong nãy ca rực kết đài mền ca to xuống, sống tại con mùi đậm bấy đắc bằng lái lụa, nên khi nhóm bàn xâm ra chân bắt đầu chún một tô mùi cường xâm ráp mùi cổ bọt thầm mấy nỉ. Đăng thá bộ quán, có mình chóng thơ vấy đài khóc bị thoa mì chết một tê, tái cổ bọt giang bàn công nọt mộng chân, mên tái tụ tù giống, hãy bắt đầu công lăng chất đòi bụi con thơ rướng đàl trầm trứ, xâm rạp anna cốt khuôn anh. Nên khá nhóm chùi bàn bốn nâng, bắt đầu xâm tùi bằng hành sạch tực đàl miền trời xăm. Trong nãy ở rừng bắn tó cứ bốn chi nẹ thơ đâm nở đòi khuôn anh, đâm bấy cái bài chi vứt ôi bỏ xả lăng. Chà nì cư chia xa mùi châm nuôn bì xâm nạ nẹ xảy trị đà ná còi bệ đẹp bàn chùi kà rơ kết nâng mật phẹ kê bì nẹ tiền. Nẹ xảy trị đà ná, chùi bụi quạt cứ đôi xa mù là hạt châm bóng mùi nỉ, cứ chỉ cả to xù. Ôi ta nẹ to xú nẹ sầy trị đơn á. Sra lánh bánh chất nâng chùi chế nânh. Đôi chì cả rạc kết chế đâm. Tụ bây chì quạt không mên prác không mên trọp thốn tại quạt mên cả to xù. To xù bây trọc quân đọ bờ lật lụa cầu mân bờ rớt ông bờ ná. Đá là ôi khó chạp lời. Hơi mên phép công phô công plan thơ ôi nẹ chung vinh khuôn rồi bỏ quán. Xoay sắp bài chế nânh. Nè sầy trị đà ná, bàn bà đòl chì mục rộ bó đòl ò mùi xâm rạp gọt dân khâm thá chạp bì thangai ní tò tứ. Chì vớt gọt nâng plạp đố bây rơi hộp sập tư kì. Chà hơi tệ tôn nâng bồ rùmên ní đáy có xô mình chọp tại trâm nỉ. Xùm chạy subscribe nâng rụp cạnh đắng nâng bầy tù bán bồ rùmên thamay chìa bàn tò tiền. Xùm ạ cún, xùm cổ rụp lìa.